Bài 79, bảng tính tiền nước. Ở đây ta có các thông tin về chủ hộ, số cũ, số mới. Đây là các thông tin mình cần phải điền. Câu số 1, tính lượng nước tiêu thụ của mỗi hộ, biết rằng tiêu thụ sẽ bằng số mới trừ số cũ. Thì các bạn tích vào ô của cột tiêu thụ các bạn bằng. Các bạn lấy số mới này, trừ đi số cũ. Đấy, thì nó sẽ ra được là tiêu thụ. Các bạn kéo xuống nha. Sang câu số 2, tính tiền nước, biết rằng tiền nước sẽ bằng tiêu thụ nhân với đơn giá. Trong đó đơn giá được tính theo phương pháp lũy tiến như sau: số mét khối tiêu thụ từ 0 đến 50 thì là đơn giá là 100, từ 51 đến 100 thì đơn giá là 150 và trên 100 thì đơn giá sẽ là 200. Thì tức là ở đây nó sẽ giải thích cụ thể đấy, tức là nếu mà ví dụ như là 30 mét khối thì đơn giá sẽ là 100 đồng mét khối, 70 mét khối thì là 50 mét khối đầu sẽ đơn giá là 100 và 20 mét khối tiếp theo thì đơn giá sẽ là 150. Tương tự nếu mà lớn hơn 100 nhé, thì 50 số đầu sẽ là đơn giá 100, 50 số sau là 150 và các số còn lại sẽ là 200. Thì cái này mình có thể dùng hàm if nhé. Hai hàm if lồng nhau thôi là được. Các bạn bằng này, if nếu như mà gì ạ, tiêu thụ ở đây mà nhỏ hơn 50 nhá, thì phải, à đây là nhỏ hơn hoặc bằng đấy, nhỏ hơn hoặc bằng 50. Thì phải các bạn lấy cái phần tiêu thụ này, các bạn nhân với đơn giá là gì ạ? 100. Phải tức là nếu như mà ngược lại, tức là lớn hơn 50 thì các bạn lại xét một cái nữa là if nếu như mà tiêu thụ ở đây mà nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì phải. Nếu mà nhỏ hơn bằng 100 thì các bạn chú ý nha, các bạn vẫn lấy là 50 cái số đầu này. Đấy, các bạn nhân với gì ạ? Nhân với cả đơn giá là 100 này. Đúng không? Các bạn cộng với cả gì? Các bạn cộng mấy mở ngoặc. Các bạn lấy cái tiêu thụ này, các bạn trừ đi 50 số đầu, tức là cái số mà vượt 50 đấy, tức là từ 51 đổ lên ấy, thì các bạn nhân với đơn giá gì ạ? 150. Đấy, phải. Phải tức là gì ạ? Nếu như mà cái tiêu thụ mà lớn hơn 100, đấy, thì đơn giá sẽ là 200. Thì các bạn vẫn lấy là gì ạ? 50, các bạn nhân với cả đơn giá là 100 trước này. Xong các bạn cộng với cả 50 số tiếp theo, nhân với cái đơn giá là 150. Đúng không ạ? Các bạn cộng với mở ngoặc là cái tiêu thụ này, các bạn trừ đi 100 số đầu, các bạn nhân với đơn giá là 200. Đấy, đóng ngoặc hai hàm if lại. Các bạn tích đúp xuống. Đây mình cùng kiểm tra nhé. Giả như là, giả dụ như mà cái hộ lê này tiêu thụ là 32 thì các bạn chỉ cần lấy đơn giản thôi, các bạn lấy là bằng gì ạ? Vì 32 trong khoảng 1 đến 50 mà các bạn lấy 32 nhân 100. Đấy thì sẽ ra là 3.200. Ví dụ trường hợp thứ hai là 50. À ví dụ trường hợp thứ hai là 70 thì các bạn chú ý nhé, 50 mét khối đầu thì các bạn lấy 50 này, các bạn nhân với đơn giá là 100 cộng với 20 mét khối sau thì là 20 nhân với cả gì ạ? 150. À đây là dấu bằng nhé các bạn, bằng này. Đấy nó sẽ ra 8.000 đúng rồi. Đây mình xét trường hợp ví dụ ở 420 nhé. Thì đầu tiên các bạn bằng 50 số đầu thì nhân với đơn giá là 100 này, cộng với cả 50 số sau thì các bạn nhân với đơn giá là 150. Đấy, cộng với cả đây 420 các bạn trừ đi 100 số đầu là còn 320. Các bạn nhân với đơn giá là 200. Đấy nó sẽ ra là 76.500 đúng rồi. Đấy như vậy là mình đã xong cái phần tính cái tiền nước nhé. Các bạn chú ý nhất, các bạn phải dùng hai cái hàm if lồng nhau ạ. Câu số 3, tính phụ phí, biết rằng phụ phí sẽ bằng tiền nước nhân mấy cả phần trăm phụ phí. Trong đó phần trăm phụ phí được quy định như sau. Phần trăm phụ phí này không tính theo phương pháp lũy tiến. Tức là nếu như phần cái số mét khối tiêu thụ mà nằm trong khoảng nào ấy thì các bạn nhân luôn với cả phần trăm thu phí ở đây. Các bạn không tính theo phương pháp lũy tiến như ở trên nữa nhé. Đấy thì các bạn cũng dùng hai hàm if lồng nhau thôi ạ. Nhưng mà nó sẽ đơn giản hơn cái kia đấy. Đây từ 0 đến 50 thì là 2%, từ 51 đến 100 thì là 3% và trên 100 sẽ là 5%. Đây các bạn phụ phí sẽ bằng gì ạ? Tiền nước đây, chính là cái ô ở cột F này, các bạn nhân với cả gì ạ? Nhân với cả if này, nếu như mà tiêu thụ mà nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì phụ phí sẽ là bao nhiêu ạ? Các bạn ghi là 2%. Phải ngược lại tức là nó lớn hơn 50 đấy thì các bạn thêm một cái hàm if nữa, if này. Các bạn lại so sánh cái tiêu thụ này với 100, nếu mà nhỏ hơn bằng 100 thì nó sẽ trả về là gì ạ? 3%. Đấy ngược lại tức là lớn hơn 100 thì sẽ trả là 5%. Các bạn đóng ngoặc hai lần để xong hai hàm
if nhé. Đấy, phụ phí ở đây sẽ là 64. Đấy, cách các bạn kiểm tra nhé. Đây các bạn chú ý nhé, ở đây là ví dụ là tiêu thụ là 32 mét khối nhé. Thì cái phụ phí sẽ là 2% thì nó lấy 32, lấy 3.200 mà nhân 2% thì nó ra 64, đúng không ạ? Ví dụ tiếp theo là 70 nó nằm trong khoảng từ 51 đến 100 thì là phụ phí là 3%. 3% nhân 18.000 sẽ là 240. Đấy, đúng rồi. Tiếp theo, cái phần phải trả nhá thì bằng tiền nước cộng phụ phí. Đây, phải trả thì các bạn đơn giản là các bạn bằng này, tiền nước này, cộng với phụ phí ở đây các bạn, enter. Rồi, các bạn tích đúp vào. Câu số 5, tính tổng cộng cho các cột tiêu thụ, tiền nước, phụ phí và phải trả. Đây, ở đây thì mình cũng có hai cách thôi, các bạn bằng sum này. Sum của tất cả cái phần tiêu thụ của các khách hàng ở đây. Các bạn enter. Đấy, các bạn kéo sang cho các ô ở bên này. Đấy, các bạn thấy không, nó giống với kết quả đây rồi ạ. Như vậy là mình đã làm đúng. Cái cách thứ hai, các bạn không muốn gõ hàm sum thì các bạn bấm an dấu bằng. Đấy, nó là phím tắt của hàm sum đấy. Nó sẽ tính sum của tất cả cái ô ở trên đó. Các bạn enter. Đấy, thì nó sẽ trả về kết quả tính tổng cộng ở đây. Sang câu số 6, định dạng và kẻ khung cho bảng tính. Đây thì các bạn bôi đen này, cái bảng tính này, các bạn vào thẻ home, tích vào đây on border đây. Hoặc các bạn tích vào đây này, các bạn nhìn thấy cái on border ở đây thì các bạn tích vào đây. Đấy. Với các số ở đây nhá. Thì bạn để tích vào cái dấu phẩy ở đây này, các bạn co lại. Đấy thì nó sẽ ngăn cách giữa hàng nghìn, hàng triệu với nhau, các bạn nhìn rất là rõ. Đây ví dụ 12.700 đây thì nó ngăn cách là cái dấu phẩy ở đây. Tiện cho các bạn nhìn này, biết được phân biệt được hàng nghìn, hàng triệu. Ok, như vậy là mình đã xong bài số 79. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ gái Excel. Xin chào và hẹn gặp lại.